Red xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến nhà đầu tư bạn audio có tựa đề Bọn lừa đảo Forex, chúng tại sao phải dùng AI để thay đổi hình dạng. Đây là những thực tế trên thị trường mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư cần phải biết. Hiện nay, bọn lừa đảo Forex ở trong quá khứ chúng đã lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư. Bây giờ chúng sử dụng AI như một biện pháp để chúng tiếp cận tiếp khách hàng cũng như những khách hàng cũ và những khách hàng mới, để chúng bịp nhà đầu tư, trong đó lừa đảo để chuyển USDT cho bọn chúng cầm hoặc mua bán dùm, là một thực trạng mà rất nhiều nhà đầu tư đã phản ánh đến với cả tôi. Đó chính là những giá trị mà bản thân các bạn cần phải hiểu, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá cho thật kỹ. Chúng dùng AI để thay đổi giọng nói, thay đổi màu tóc, thay đổi hình dạng bên ngoài và không bao giờ dám ra ngoài gặp thực tế nhà đầu tư. Thành công hay không, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết một thứ giá trị, đó là bọn lừa đảo Forex chúng đang thuốc rất nhiều nhà đầu tư với hiện trạng này ở trên thị trường. Và trong thị trường giao dịch Forex thì tôi chỉ chia sẻ với nhà đầu tư tất cả mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex là những minh chứng thực tế bằng trade line của bản thân tôi xuyên suốt trong nhiều năm tháng qua ở trên thị trường, để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và kiểm chứng rõ về những giá trị này ở trên thị trường. Và con đường của bản thân tôi đi, chia sẻ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có được những cái nhìn thực tế hơn ở trên thị trường. Và để nhà đầu tư tránh bị bọn lừa đảo Forex hiện nay đang sử dụng phần mềm AI thay đổi hình dạng về khuôn mặt, tuổi tác và màu tóc, giọng nói đang thuốc nhà đầu tư và mời nhà đầu tư theo dõi. Bọn lừa đảo Forex chúng tại sao phải dùng AI để thay đổi hình dạng? Đây là một hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Bọn lừa đảo Forex chúng chuyên dùng để thuốc nhà đầu tư Forex ít kinh nghiệm, cũng như còn chưa am hiểu thị trường Forex nhiều, cũng như để tránh tình trạng bọn lừa đảo Forex này trong quá khứ khi chưa có AI. Chúng đã lộ mặt thật và đi lừa đảo Forex nhiều rồi. Giờ chúng thay hình đổi dạng tiếp tục thuốc nhà đầu tư Forex mới và ngay cả những nhà đầu tư Forex cũ đã từng bị bọn này lừa. Nếu không am hiểu mà còn tham thì lại trở thành côn mồi cho bọn dùng AI này tiếp tục ra tay, đó là điều quá hiển nhiên. Nên nhớ rằng chỉ có những kẻ lừa đảo mới có kiểu làm bất minh như vậy. Chúng phải có mục đích cho cái sự thay đổi diện mạo từ khuôn mặt cho đến mái tóc và giọng nói của chúng. Rồi thì tìm đủ mọi cách không dám xuất đầu lộ diện để gặp bên ngoài đời. Đó là thực tế mà bất cứ một nhà đầu tư Forex nào khi tham gia vào thị trường Forex hay sống ở ngoài xã hội này đều phải hiểu và tỉnh ra. Nếu không thì chỉ có một từ duy nhất là con mồi của chúng mà thôi. Hiện nay bọn lừa đảo Forex dùng AI để đi lừa trên không gian mạng rất nhiều. Còn bản thân nhà đầu tư Forex không tỉnh ra, mà chỉ thích những thứ phù phiếm như bắn lệnh, lời nói ngon ngọt, rồi thì chỉ nghe chúng gáy như đúng rồi, mà tin và lao theo thì trả giả là thất cho những diện mạo giả, mái tóc giả và ngay cả giọng nói giả này mà thôi. Đó bọn dùng AI để thay đổi hình dạng. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có được những cái nhìn thực tế hơn ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, bản thân các bạn cần phải hiểu rõ về những điều này. Và khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex hoặc bất kỳ một giá trị gì ở trong cuộc sống này, bản thân chính các bạn cần phải nhìn vào trong thực tế, cần phải kiểm chứng rõ và cần phải nhìn nhận rõ ở trên thị trường. Tuyệt đối không nghe bọn chúng kể về thành công, không nghe bọn chúng cho các bạn những bánh vẽ về lợi nhuận rồi tín hiệu hay chiến lược. Tại sao không ra ngoài gặp thực tế? Tại sao không biết nhà bản thân bọn chúng mà nhà đầu tư lại chuyển khoản USDT để rồi phải tiền mất tật mang? Rất nhiều nhà đầu tư đã bị những vấn đề này và tôi chia sẻ để cảnh tỉnh đến nhà đầu tư và cho nhà đầu tư thấy rõ về những thực trạng này ở trên thị trường và những góc khuất ở trên thị trường về đầu tư Forex nói chung, nói riêng hoặc là về đầu tư nói chung cũng như trong cuộc sống để nhà đầu tư hiểu rõ. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.